ngày nay việc tìm kiếm trên mạng xem các bài báo đăng tải và đọc các bài viết trên mạng xã hội facebook hay instagram đã trở thành một phần trong đời sống thường nhật các quảng cáo hiện ra trên các nền tảng này luôn không khỏi khiến chúng ta bất ngờ vì chúng quá khớp với mối quan tâm khuynh hướng và sở thích của mỗi người vậy nhưng một câu hỏi được đặt ra là việc thu thập và sử dụng những thông tin này đã được sự đồng ý của người dùng hay chưa khi đăng ký tài khoản google nội dung hướng dẫn về việc thu thập thông tin người dùng sẽ không trực tiếp hiện ra mà chúng ta sẽ phải nhấn chuột vào mới hiện lên đầy đủ, nhưng được mặc định sẵn là đồng ý ngay từ ban đầu. Chính sách thông tin cá nhân dài 700 dòng của Facebook, mạng xã hội do hãng Meta điều hành, được tóm gọn lại trong 5 dòng và không hề có sự đồng ý nào của người dùng về các thông báo pháp lý. Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân Hàn Quốc nhận định, cách thức hướng dẫn như vậy của hai hãng là không rõ ràng hoặc có thể khiến người dùng hỗn loạn. Tức Google và Meta không thông báo chính xác cho người dùng và cũng không hề được sự đồng ý của người dùng. Ủy ban này ngày 14 tháng 9 đã tổ chức cuộc họp toàn thể, quyết định xử phạt hãng Google 69,2 tỷ won, 49,6 triệu đô la Mỹ và hãng Meta 30,8 tỷ won, 22,1 triệu đô la Mỹ vì vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân, thu thập thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được phép để sử dụng vào các quảng cáo tùy chỉnh. Đây là án phạt đầu tiên liên quan tới việc các nền tảng lớn thu thập và sử dụng thông tin hoạt động trực tuyến của người dùng để sử dụng vào quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến. Đồng thời là mức phạt cao nhất trong các vi phạm luật bảo vệ thông tin cá nhân. Phía Google bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định này, cho biết hãng sẽ xem xét kỹ nội dung quyết định. Trong khi đó, hãng Meta thì tuyên bố không thể đồng ý với quyết định trên để ngó khả năng khởi kiện.